Xin chào toàn thể anh em, chào mừng em quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay một mẫu đẩy 4 kênh đến từ Martin Audio, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Anh Quốc, được Thế Anh Audio sẽ giới thiệu cho các anh em. Và đặc biệt nhé, ở video này có 3 chiếc đầu tiên em sẽ giảm giá sập sàn cho các bác nhá. Chỉ có 3 chiếc đầu tiên giảm giá cho các bác với một mức giá em cam kết là giá tốt nhất thị trường hiện nay, cũng như là mẫu đẩy cao cấp nhất đến từ Martin Audio. Thì rất là mong muốn các bác đang theo dõi video nhá. Các bác nào chưa like, hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông nhá. Các bác có chỉ bỏ 3 giây hoan hỉ ủng hộ Thế Anh Audio cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Và đây em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác với thiết kế mặt trước của nó đây. Một cái thiết kế mẫu mới, thiết kế rất là đẹp. Anh em nhìn thấy rất là đẹp và rất là khỏe khoắn. Hai quai sách hai bên này. Đấy, hai quai sách hai bên. Có tai bắt tủ âm thanh. Các bác đi làm sự kiện thì con này rất là ok cho các bác nhá. Thiết kế cực kỳ là đẹp và quai sách đấy ạ. Đấy, rất là dễ vận chuyển. Các bác dùng gia đình thì anh em nhìn thấy nó thiết kế mẫu mới lên, đảm bảo độ thẩm mỹ rất là cao. Và con này với 4 kênh công suất sẽ là 1200W một kênh. Với 1200W thì các bác sự kiện thì bác mỗi kênh này anh em đánh một chiếc 40 coi 100, hoặc là một đôi 40 coi 76. Và hai kênh còn lại anh em có thể đánh súp đơn 50 coi 100. Đánh cam kết là đánh rất là khỏe và đặc biệt tiếng con này rất là sáng nhá. Đánh tiếng sáng và rất là khỏe cho các bác. Còn em dùng gia đình thì mỗi kênh này anh em ghép cho em một đôi 30, hai kênh là hai đôi 30 này. Kênh thứ ba em dùng loa center và kênh thứ anh em dùng súp. Đấy, rất là khỏe cho các bác. Và điểm đặc biệt, điểm nâng cấp phiên bản này, nó có một màn hình hiển thị. Các bác có thể thấy ở đây. Nó sẽ báo đầu tiên là công suất của 1 2 3 4 này, các kênh C1, C2, C3, C4 này. Và tín hiệu 1 2 3 4. Ở đây thì anh em có thể thấy là tốc độ quạt gió là fan này, tốc độ quạt gió đây. Và đây là nhiệt độ của từng kênh, từng vế. Đấy, rất là cao cấp. Đây là điện vào, hiệu điện thế vào. Và cũng như là chế độ đánh, hiện tại em đang đánh Sitel là chế độ đánh Sitel. Đấy, rất nhiều các cái tính năng mới cũng là thông số mới được hiện thị trên những chiếc màn hình này. Và quay cho em đằng sau nhá. Trước khi nội thất em sẽ quay đằng sau cho các bác. Đây, đằng sau của nó đây ạ. Các bác có thể thấy hai đằng sau là hai quạt gió chạy rất là êm ái luôn. Chạy cực kỳ êm ái luôn. Và các tín hiệu đầu vào 1 2 3 4 này. Đây là tín hiệu đầu vào anh em đấu từ trên vang xuống thì đấu CS1 CS2. Sau đó link từ CS1 sang CS3 và CS2 sang CS4. Ok chưa? Và bốn tường cầu ra loa cũng như là bốn giắc lưu trích. Đấy, 1 A B C D. Và các chế độ đánh các bác có thể thấy ở đây. Cái barrel, sitel, bride. Đấy, đầy đủ cho các bác cái chế độ gộp kênh anh em nhá, rất là khỏe luôn. Và đây, cực kỳ chất lượng cho các bác. Và quay cho em nội thất của nó nhá. Đây. Nội thất của nó anh em nhìn thấy không? Quá là khủng luôn, với một nguồn đồng đây. Một rất là lớn luôn. Một nguồn đồng size 22. Đấy, nguồn đồng này rất là to đấy nhá. Size là size 22 cơ. Rất là to luôn cho các bác. Ok chưa? Kết hợp nữa là con này sử dụng là 16 tụ lọc nguồn. Với 16 tụ to và cao với thông số chuẩn của nó đây. Các bác có thể thấy này, thông số của nó là 100V 15.000mi. Đấy, 100V 15.000mi, thật sự anh em nó quá là khỏe luôn. Đấy, thông số thì quá là khỏe luôn. 100V và 15.000mi đảm bảo cho các bác là điện áp vào đánh các mạch công suất là cực kỳ khỏe luôn cho các bác. Đấy. Và con này các bác có thể thấy mạch công suất của nó đây ạ. Đây. Mạch công suất của từng kênh, từng vế thì các bác có nhìn thấy. Hoàn toàn chạy là chạy hoàn toàn bằng xò trường LGVK. Anh em á, hoàn toàn xò trường LGVK nên đảm bảo đánh cực kỳ sáng tiếng và rất là căng. Và tổng số lượng xò và tụ xò của con này thì anh em phải bất ngờ luôn. Với tổng số của nó là 80 xò trường LGVK, tính cả bù áp nữa. Đấy, quá khỏe luôn. Tất cả xò trường LGVK. Đây. Đây LGVK và xò rất là to luôn, toàn là xò trường LGVK loại to luôn cho các bác. Đấy, rất là khỏe đây. Và quay cho anh em mạch của nó nhá. Mạch công suất thì anh em có thể thấy này, với thiết kế của nó là thiết kế là class H. Đấy, thiết kế mạch class H nên đánh rất là khỏe và uy lực. Và cộng thêm nữa là riêng class H ấy đánh độ bền nó rất là tốt, rất là lành tính, ít khi bị lỗi bật. Đấy, và các bác có thể thấy nhá, phiên bản cao cấp sẽ trang bị cho anh em là dơ le này. Đấy, dơ le. Dơ le của từng kênh luôn, chống cháy. Dơ le. Đấy, chống chập dây loa, chống cháy đây. Bác có thể thấy không? Từng kênh đều có dơ le. Quá cao cấp luôn ạ. Kể cả ở mạch nguồn đây. Mạch nguồn cũng có dơ le đầy đủ cho các bác. Phiên bản này thật sự anh em nó quá chất lượng luôn. Với thiết kế đó thật sự anh em quá đẹp, thiết kế mới nhất hiện nay. 1200W một kênh và tiếng cực kỳ sáng. Và đây em xin test sau đó báo giá cho các bác nhá.
Các bác nào đang chưa có tai nghe, anh em có thể đeo tai nghe để cảm nhận chất âm. Chất âm của những chiếc đẩy này đảm bảo là tiếng cực kỳ sáng và rất là uy lực. Hiện tại em chỉ đánh kênh A và kênh B. Đấy, và một đôi 30 thì em chỉ cho lửa công suất thôi. Nó rất là khỏe rồi. Đấy, rất là khỏe. Và ngày hôm nay nhá, em sẽ giảm giá 3 chiếc như đầu video em nói rồi. Em sẽ giảm giá 3 chiếc đầu tiên. Một thương hiệu rất nổi tiếng Martin Audio đến từ Anh Quốc, MA4x1200W. Và em sẽ giảm giá cho các 3 chiếc đầu tiên với một mức giá là tốt nhất thị trường hiện nay. Ngoài kia bán cho anh em những chiếc đẩy Martin 4x1200W này giá là hơn 8 triệu. Nhưng ngày hôm nay em bán cho các bác chỉ có 6 triệu 200 nghìn một chiếc. Và bên em sẽ có chính sách là bao ship này, bảo hành 4 năm cũng như là tặng 4 dây ca lông cho các bác. Mua hàng em phải nhanh tay nhắn tin cho em. Chốt đẩy Martin 4x1200W hoặc là chốt đẩy MA. Đấy. Chốt đẩy MA 1200W chỉ có 6 triệu 200 nghìn. Đấy, giá cực kỳ rẻ cho các bác. Bao ship tặng 4 dây ca lông và được bảo hành 4 năm. Ok chưa? Rất là chất lượng với thiết kế mẫu mới nhá. Thiết kế mới, màn hình đầy đủ và nội thất quá khủng luôn. 6 triệu 200 nghìn một chiếc đẩy. Ok ạ, mua hàng nhanh tay nhắn tin số này em nhá. Đấy anh em mua ạ. Theo dõi video thì các bác chưa like, hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh, nhớ nhấn chuông nhá để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Nhau Đồ ạ. Xin cảm ơn anh em.